Ấy à, chưa kịp chạy. Thằng vịt lê dít sao nó đứng ở đây. Ôi trời ơi. Ok à. Trận này không có Dada sóng đấu, chắc là không chết đầu đâu Duy Chiến này. Úi giời. Mẹ vừa há mồm mà nói xong. A few moments later. Ôi, nhặt chuông luôn đó hả? Thằng Trung. Mọi người, tôi thấy ông Music chém xong chạy lên nhé mọi người. Music chém ổ ba của tôi nhé Music nhé. Tao đang đuổi theo nó luôn á. Đùa sao ổ ba chơi phòng này, ổ ba chơi phòng này chết nhiều cũng nhanh chết đầu. Ổ ba toàn chết, chết toàn chết đầu mà cho người ta chơi. Từ từ xem có tình nhân không đã. Tiến chết luôn rồi. Không, không có tình nhân đâu. Từ từ. Cái gì đấy? Music chém ô ba. Từ từ cho tôi dình mò số 16 nhá, đừng có vote. Music lên zone lên số cái. Dình mò số 16 đừng có vote. Mày cầm cái loop mày đập vào đầu người ta à? Thôi vote mẹ đi nói lắm. Ơ không, dình mò số 12 nhá, không phải 16 nhá. Dình mò là số 16. Số 16 không có zone gì bằng. Có khi ô ba là vote con mẹ ăn hết rồi còn hỏi cái đéo gì nữa. Ô ba dình mò ấy. Thế ông còn những zone nào không có? Có những zone nào không có? Vote mẹ xong rồi hỏi làm gì? Đúng, vót không phải làm gì. Đúng, hỏi cái gì? Kéo mày hỏi. Phát hay cả đài cái phòng này. Cây tươi nhờ. Đi cây charity, vì một cộng đồng gắn kết. Mày chạy nhanh lên. Vô, 16 rồi, vô thế này. Mày chạy nhanh lên. Nhưng mà tao bảo mày sai chỗ đó, mi là một cái gì đấy mà tao chém nghi đi mà mày không chém, tại mày. Tao có tìm thì nó chó đâu. Mà hai cái con vợ này cứ dí đi nhỏ, sao ấy nhỏ, bán nào cũng thấy dí mà. Ui dày, số 15 chơi với nhau được hai bán này, từ lấy giờ bán nào cũng dí. Trời nhưng ơi mà... đó. Nhưng mà mi là kèn kèn mà. Số 15 thì chơi đéo gì giờ. Xin tự trân trọng giới thiệu tôi số 3. À, số 3. Số 3 chắc là phải làm gì rồi. Thích rồi. Số 3 vì tình nhân. Không phải tình nhân. Tôi rất là legit. À, số 3 cầm lặng, số 3 lên 2 cầm lặng đúng không? Không phải, số 3 lấy gì? Cầm lặng. Dùng quan trọng mà lấy gì? Số 3 này là Dada rồi, mọi người để cô ấy Dada xung đấu nhá. Số 15 khác thì số 1 đâu rồi. Ờ, cũng đúng. Số 9 còn được chim ưng. Số 3 có tình nhân thật đấy. Cũng đúng. Mẹ, số 1 Canada thì nó khác gì số 15 đâu. Chọn tình nhân mẹ ơi, tôi số cuối mẹ. Con vịt loyal. Con vịt loyal bú Canada thì bóc thêm một mạng nữa mới bị thôi. Làng chơi kiểu đấy thì chịu rồi, đây rồi. Ba gà sống sót. Ba gà mới sống sót đi báo đời nào. Rồi, không có ba gà sống sót ở game này, không có ba gà sống sót này. Mình ra kho báo đời thôi anh em. Mà có khi con báo thù ấy là cái game hay nhất trong ngày hôm nay đấy anh em. Nào. Đứng đây nào. Các bạn chuẩn bị băm nhau đây. Cho tôi nghiêng nghía cái. Ê bỏ mẹ. Nó mà không chạy ra là có biến nha. Lệ gay rồi. Mày lấy gì đâu? Tao số 16 luôn đấy mày. Lệ cay xuống đây tao bảo. Số 5 tàng hình đâu? Số 7 là vịt nhá. Số 5 đéo thấy đâu nhỉ? Mẹ. Hello. Mày
tình nhân với ai đó, tôi nên đi chung với mấy thì xét mấy bay đầu. Mấy là tình nhân. Không sao anh em ơi, tình nhân Việt đấy, tình nhân Việt. Opa. Tình nhân Việt. 2 1 không vật châm hỏi á. Có sao bảo tôi nhá. Nói ai bảo số 3 ấy nhở? Ai số 3 ấy nhở? Có tao chung rồi. Thằng là cái thằng nào mà nó vừa nó nhận là người báo thù ấy. Từ từ tao bảo siêu với tao là ông kia vote đúng không? Siêu với tao là ông ta xin vote đi, vote tao với tao với thằng. Siêu. Thằng nào nhận quả báo thù ấy? Siêu với tao, mày không vote được thằng này, mày là buồn ông hay chim ưng gì đấy? Tôi biết ai là thằng nào đấy. Tôi không vote, hỏi tôi không vote. Ôi thằng bố. Ai vote bố nhỉ? Ai vote bố mày? Lấy cái anh là báo thù, à quên cái gì nhỉ? Đó là sao? Hành lang ở số 16 đúng không? Mình thằng hâm mộ ai nhỉ? Còn có thằng nhận báo thù của mình kìa. Kệ nó đi. Việc của mình là đi kiếm người để đi chém cùng nữa. Lệ cay đúng không? Lệ cay. Tao bảo. 4-5. Lệ vịt này. Sao có cái xác đấy mà hai ông kia đứng im ấy, không nói năng gì ấy. Lệ cay với ai ở trong đấy? Xác ở đâu? Im để tao nói, mấy người không liên quan, mấy người không liên quan đừng có nói, ok. Nói đi chung ơi. Music sao lại chém được? Tại sao lại chém cái xác kia hả, Music? Thế thì đầu tiên là có một xác ấy, tôi chém xác sau tôi nhận. Xác đầu thì hai bạn có gì? Ông làm cái gì? Ông làm cái gì? Ông là gì? Nói cái xác đầu đi đã. Cái xác đầu ai chém? Xác đầu tôi chém. Sao? Xác đầu ai chém? Tôi. Xác thứ hai tôi báo thù tôi chém. Ông báo thù, ông có đứng chỗ đấy chó đâu, báo thù. Tôi vừa nghe là ai nhận báo thù nhỉ? Báo thù số mấy? Thằng số 15. Thằng Music nhận. Báo thù số 15 hả? Ừ. Không phải số 15 báo thù. Ai vừa bảo số 15 không phải báo thù? Vốt. Ai vừa bảo số 15 không phải báo thù? Số 15 báo thù. Báo thù hả? Báo thù mà. Cô đúng không? Cô đổi zone lên, cô là gì ấy? Tôi bảo đấy. Tôi số sau tôi số gần bạn đấy. Gần là cái gì? Tôi không nói. Thế bạn, tôi đã lên zone số 15 là cái báo thù đúng là số 15. Bạn bảo là không, số 15 không phải. Thế bạn là cái gì? Bạn lên zone đi. Vậy thì tôi nhìn nhầm. Bạn dí tôi xong rồi là bạn, giờ bạn bảo là nhầm. Chung ơi, tí làm việc chung ơi. Hả? Mày làm việc vô đi, nhất là đào rồi. Mày làm đi, đúng. Tập bôn đây, đã đào rồi. Ôi giời, ôi. Nhưng vấn đề là tại sao bạn chung kia bạn chém bạn nâng hướng nội kia đã? Đúng rồi. Thì tại vì chém. Hỏi. Hả? Ủa? Sao lại tự nhiên chém nó? Thì tại vì chém hỏi tao số 3 đấy. Nhưng mà lý do vì sao chém đã? Số 3 với số 5 là chắc là trắng rồi. Không, số 5 là vì đấy, số 5 với số 7. 3 số 6. Số 6 là tôi chọn. Vấn đề là lý do vì sao chém, bạn phải nói lý do vì sao bạn chém chứ. Đừng hiểu, tí ra xem là biết. Ơ kìa. Chém không lý do, vote. Không lý do là tôi vote nha. Chung hả? Chung á? Chỉ có xác bảo tôi nhá. Lý do của tôi mọi người không tin được đâu, cho nên là hỏi. Hân xui. Thế thì vô thôi. Có đa, còn tôi, có xác bảo tôi, có xác của tôi. Có chim ưng không có đa đen đâu, nên còn lo. Tao không hiểu cái đó. Tôi có thể là chém được một con vịt rồi. Thì bạn cứ nói lý do vì sao bạn chém thì là xong thôi. Chém đúng là được. Hỏi. Chém đúng mà kiểu chém bừa mà đúng thì cũng không ăn thua. Lệ cay là hành lang đúng không? Số 6 đúng rồi. Còn ba gang với cả sống sót ở cái cố của tôi này, bạn có dao chưa? Đéo thôi, anh em đi với nhau cũng được. Tao có dao đấy, hai thằng đều băm rồi. Cái này. Cái thằng kia nó kể cả nó là cảnh sát trưởng mà nó băm kiểu đấy thì đây, tao bô tao trong thùng. Có mày đi xuống dưới kia luôn, thấy 4 người vây xuống đấy xem có xác không? Té đi. Làm sao thằng nào vào đây? Tao làm gì? Còn mày mới làm gì? Té đi, tàng hình nó đứng ở chỗ hay chém tao này. Đi vào đây tao bảo. Tao nghi là có ba người đi chung á. Thằng này có xác.
Đeo có. Không có. Tôi biết có pháp y không? Người ta băm cho con pháp y không hảo. Có 3 với siêu. À cái gì? Chém. Cái gì vậy? Ơi! À. Cái gì mà cứ chém ấy? Quả này là khả năng cái chém bẹo hai ngỗng ấy. Cái xác này là toàn hình chém, cái xác này là toàn hình chém. Không phải, tao bảo. Cái này là tao chém, bởi vì lúc đấy nó hai con vịt, nó hai thằng đứng chung với nhau. Nó bảo là chém, tao nghĩ là nó định cướp và kêu, hiểu không? Để xong tao chém luôn, xong thằng kia lao vào bám tù luôn. Oppa mới là siêu mà. Ừ đúng rồi. Hai đứa nó bảo là chém, tao tưởng là nó đứng chung với kêu. Tao bảo. Đây này. Từ tao xin mic này, tao xin mic lại cay, tao xin mic. Chém. Đấy, mình ăn giống không? Đúng rồi, hai thằng double kill rồi. Mẹ. Ừ, tao nói. Mày nói mày báo vậy. Tao nói xem. Không quan trọng đúng không? Mình cứ chém được ra tính tiếp. Thế xác này có ai chém vậy? Là tao chém, tao là người vừa nói hành lang, kia là bảo thủ hai xác, hai thằng chém. Vậy. Người vừa nói hành lang số mấy nhỉ? Số 16. Ờ đúng rồi đấy. Đi tao vút tao đi giờ mà. Thằng báo thù nữa. Báo thù nữa. Báo thù nữa. Không, không cần nói. Đừng nói xôn ra. Từ, ôi. Bảo cô vút tao cái, tao vút tao đi. Tao vút tao rồi. Tao tự vút tao rồi. Thằng nào cũng vút tao nhỉ. Tao nhớ cái này thì không nhầm là sẽ không có một zone. Đúng, giờ phải đi chém bù ạ, không quan trọng là vì tay ngỗng, mình cứ chém cho sướng đã. Đi kiếm thằng lệ cay này. Bảo là ta lên ta dùng chuông cho mày chém tiếp. Sao bắt đầu mình đang chú đuổi tù, sao? Đây lệ cay, ra đây. Ra đây lệ cay à, lên đây. Mày bị cấm nặng đúng không? Không, lên đây. Người vận động hành lang chú đuổi tù á. Thằng nào chú đuổi tù, chú đuổi tù. Chết mẹ, rắc muối bấm nhầm thôi nhá, không có gì đâu anh em, skip đi. Ôi bạn ơi, để vote luôn nữa. Không. Skip đi, tao skip nhá. Skip đi. Skip đi để cho nó có dao, skip đi. Skip. Game ngoài vote chưa tạo. Đang bấm nhầm thôi. À, lại cay ra khôi. Sao vote lại cay dữ vậy? Có dao, chém người. Ra khôi. Đi chém nhau đấy. Ra khôi đi, tao bảo. Ê. Zone không có là zone gì? Lại cay zone không có là zone gì? Ta biết một zone không có. Hỏi làm gì? Té hơi lại cay. Té lại cay. Thằng nào? Thằng Pô như nó kỹ sư đúng không? Nó chui vào nhanh phết nhỉ? Thôi đi, anh em đi loanh quanh đi chơi thôi. Thằng nào bảo biết luôn không có gì đấy. Tao bảo. Té thế. Rồi Pô cấm mồm đi. Nghe thằng Pô báo. Thằng Pô báo vãi. Thằng Pô này nó là kỹ sư ấy. Nó chui thùng sớm như thế chỉ có kỹ sư thôi. Kỹ sư đã chui thùng sớm. Kỹ sư chui 1 giây mà. Một câu còn phải 10 giây. Tí nữa nếu mà hay là bấm lại trừ nhỉ. Lại trừ không? Ừ, lại trừ luôn đấy. Mày không phải tên nhân vật. Thằng màu đen. Thằng phổ độ chúng sinh nó bấm thằng kia rồi, bấm music xong tao là bật chém luôn. Hai con vịt đi với nhau đỡ một kill nhá. Nhưng mà nó đéo kịp chém. Lẽ ra là nếu mà mình được cầm súng là quả đấy mình sẽ băm thằng màu đen này. Tên đi đâu phải là giúp đỡ thôi. Từ từ. Phù độ chúng sinh là thôi, lên zone hết đi. Tôi số 14 kỹ sư. Tôi cần số 1 không ai? Tao là ngốc ấy, bạn là gì ấy? Thám tử. Số mấy? Thám tử số 8. Cathy là gì? Đây là người nổi tiếng. Không có, chuyện này không có nổi tiếng nhá. Từ từ, tao bảo.
Khang Thi ơi, Khang Thi, tao nhớ đầu game là Tini nên khai mày, con Tini là Canada mà. Từ từ, trận này không có người nổi tiếng. Tao số 16. Không có. Tao phải phát rồi. Không có. Nó là Canada, nó là Canada. Phải cái gì nữa? Không có người nổi tiếng với cái gì. Không người nổi tiếng với con Magan, tao số 16 cơ mà. Đúng. Mẹ rồi. Không. Khả Thi đầu game ta nhớ là Khả Thi hoặc Tini là Canada. Không được thì ta vote cho nốt thằng màu đen là xong, được chưa? Tao nghĩ là hai con vịt thằng màu đen, thằng tao là ngỗng kìa. Không, tôi. Má, mẹ giờ Canada chết chưa má? Động cái não lên coi. Thằng Khả Thi không phải Canada, skip đi. Mẹ, nó không phải Canada mà. Tôi thề diễn sao. À, nó là Canada, skip đi, quên nó là Canada, skip đi, trời ơi. Tao nghĩ là hai con vịt màu đen và con màu cam đấy. Thế giờ có hai đứa nó chém lộ như thế rồi chém một thằng rồi mà đi vốt thằng còn lại nữa thế à? Nó không vốt thằng còn lại nữa thế à? Thì lúc cần chết thì không chết em. Má chết xàm vãi. Chế là cần. Anh Khoa là giật à? Còn mẹ cay thế nhỉ? Chim ưng. Có bà chưa chém được mạnh nào. Tí ra xem mình chém vào hai đứa gì nhỉ anh em nhỉ? Thằng màu đen đi nén nó đứng lớp một kill, đứa bạn tiền đâu. May là tao chém kịp, tao còn đốt một kill rồi. Số 1, tôi cần kèn. Vô đi. Game không cần kèn. Không cần kèn. Đầu tiên là mình chém thằng thằng siêu, đúng rồi. Cái xác thứ hai là chém thằng nào? Chưa xong thì biết vô ai rồi. Xác thứ hai là Pharma City hả anh em? Pharma City hả? Ok, để ra xem. Tao chưa thử là cái gì xem nào. Siêu kẻ cơm lặn, Pharma City 1 cơm. Con chim bưng với con vịt đi với nhau à? Một chim bưng đi với con sần sần đó mày. Từ từ đó mày đi bảo qua mày chấp trận không? Lệ cây mày bom thằng nào vậy Lệ cây? Tao bom. Tao biết tao bom thằng bộ ba thằng gì? Tao bom. Tao bom được con bồ câu với con cơm lặng. Mày bom chuẩn thật mà. Art Uniform hân hạnh đồng hành cùng DK Gaming. Má, con kỹ sư này nó báo thật. Thì em... Báo cái đéo gì, chăm hương gì nữa. Thì em báo cuối nhá. Ra cuối rồi. Thì vậy là con... Thì vậy là con Kim Ưng với con Cần Cần báo Canada. Tóc những người tôi tin tưởng nhất. Bịp thật. Mình bấm thằng siêu đầu tiên thì nó là kẻ cấm lạ. Tao bảo chém cho thằng nào double kill không. Mẹ nó lao làm gì con thật. Siêu. Ủa, kỹ sư mới fix à? Kỹ sư đâu? Kỹ sư thì nó vẫn thấy mà em. Kỹ sư thì nó vẫn chui 1 giây từ đợt bản update lần trước mà. Ê, nhưng mà tính ra là cái thằng vận động hành lang với thằng báo thủ chém đúng. Chém chuẩn. Thằng Trung mày là dân phòng thì mày nhận mẹ mày đi làm mày hút chết mày thấy hoan không? Đố 3, bán điện. Từ bản nắp đến lần trước ấy là kỹ sư nó đã chui được 1 giây rồi. Ôi cái gì nhớ bố. Từ round thứ 2 đi. Tôi ám sát cái bố ạ. Tôi chịu. Trời ơi. Mấy số đầu quỷ không vậy? Bạn ám sát là bạn tôi tàng hình này bạn chém đi bạn. Thế à? Tôi 4 đông này. Đấy đi chịu. Rồi xem nào. 4 đông đi đá nào. Bọn đá xong đấu hả? Dạ âm thôi. Ai là bồ nông nút ơ bồ nông thì chắc tôi mất băng ghi đầu tiên mất đã ra xong đấu. Ok all in mà. Ta báo đừng gọi là bố báo nha. Số 7 quá báo mỗi số 7 cảnh sát trường là ấy thôi. Kiểm đá gà nhá. Ai chém tôi là bú. Tao là ngỗng à.
Đây rồi, đã ra đây rồi. Nhìn em mặc bộ đồ giống cần cần quá. Tên cái nghĩa nè. Ừ. Em ba cái nhiệm vụ đây luôn. Nhiệm vụ đồ dưới đây nè. Kia nó nuốt mẹ nó cà thi rồi. Ai vậy? Ai thấy cà thi đây nè. Quay. Để thằng kia. Anh em ơi, xem chỗ phòng tò mò của thằng nào được im không? Hay cái luồn thì hay. Tao bảo mày chém hay thôi, tao bảo mày mốt sắc hay thôi. Chỉ có dấu gì? Đâu, chỗ không? Đâu có xin lỗi lực. Tại lúc anh nói ở trên phòng tò mò, có những người nào đứng mày không? Nhìn xem game có xin lỗi ra không? Mày nhìn xem game có xin lỗi ra không? Em thì có xin lỗi ra. Tăng hình nhầm. Tự nhiên nó bay đầu mà. Có thằng nào còn phương Canada hộ tao cái mẹ. Đúng rồi đấy, vấn đề nằm đấy đấy. Còn nhá. Ai bảo tôi biết ai Canada. Đâu rồi, ai bảo Canada đấy. Quả mình nghĩ tao là đi. Tao bảo còn Canada thì nghe vậy đi. Trung ơi, mày bị chém thật không Trung ơi? Ai chém mày Trung ơi? Nó đứng trước mặt tao mà, nó bay đầu trước mặt tao mà. Để im tao hỏi nó, đi tao hỏi nó. Để im tao hỏi nó, Trung ơi, ai chém mày Trung? Tao gọi hồn nó lên cho. Trung ơi. Tôi đã mày nha. Cái thằng tao là ngỗng kia nó chạy lên quanh nó bảo là tao là sao Trung ơi mày hứa mày chém tao mà thằng mày đi rồi Trung chém tao là bú chắc là bô chém rồi thì màu cam khả năng nó là một là Canada hai là đá gà thằng siêu thì bảo là còn đúng rồi thằng siêu bảo là còn giờ đi kiếm thằng màu cam trước nha trận này có hiên tế luôn này đừng chém đi xem đá gà con vợ đá gà đấy xem đá gà đi Đây. Nha, để tao đánh à. Chạy nhanh ấy. Pin ơi, tôi còn nhớ em Pin à. Nó đâu rồi mọi người? Đây. Mẹ thằng này trốn à. Ơ kìa. Lâu vậy? Nó trốn. Này. Ô! Này là hai con đá gà thôi nhá, không có gì đâu. Con chết luôn. Thằng tao là đấy. Là đa đa thì con gà lại thắng rồi, được chưa? Ủa, ở đâu tao là ngỗng thua. Một tên quen nhỉ? Không, con đứa bốc xác. Con gà lại thắng rồi. Ui giời ơi, ôn gì mà con gà này gà quá. Vốt. Tôi sao vót? Vót ai? Ám sát bắn. Vót này. Vót này. Ô điên à? Vót ai cho ám sát bắn đi. Điên à? Tôi bảo thằng mập. Nghe, thằng mập với thằng tao là ngỗng hai con ta đa. Ám sát chết mẹ. Cái quan gì tôi? Ám sát chết rồi á? Chết rồi thì vót làm ba. Ủa? Thằng muốn giết cái hai ta đa luôn. Ê, mới nghe nói gì à? À, không biết chẳng ai nói gì cả, chẳng ai nói gì đâu. Vì rồi. Phải cái này á. Ai có dao chém con này chứ. Chúng có dí quá, dã man thế, tí thôi. Vãi nồi, các thanh niên chơi quả ác ma thật. Là mình tưởng tí bị toi ạ. Vãi nồi đông thế. Má, chúng nó canh trụ điện à? Màu. À, thằng cảnh sát trưởng nó dẫn thằng kia vào trong kia, nó bập phát bay mẹ hai đầu hai thằng luôn. Đéo hiểu kiểu đéo gì. Ồ, game này khéo đéo phải bắn ạ, xong mẹ nơi rồi. Còn mỗi 4 này. À, cái sức trưởng báo thế. Mỗi 4 năm. Đó hiểu sao mình chăm như ba. Ủa mà sao có hiên gì mà tự nhiên băm như vậy? Ai với ai? Có hiên tế đấy. Hết ba. Đéo mẹ đéo tắt điện nên ra làm hiên tế chém một đôi nhỉ anh em nhỉ? À, ok. Hết mẹ người rồi. Hết cái gì? Thôi mọi người bảo này. Hết người rồi lên zone đi.
lên zone để thằng lại cay bắn anh lên. Lên zone để lại cay bắn anh lên. Đúng rồi, lên zone đi tao bắn nó. Bùm bùm bùm. Phi lên gặp nhau phòng học với Phi. Không, tôi ra phòng thì đi em. Chiêu đâu? Phi lên gặp tôi, Phi lên chưa còn mối thì chưa trả. Đó là sao phải sinh trường chấm quả ghê thật đấy. Siêu đây, siêu đây. Siêu đây. Nói gì đâu ông ơi. Ôi ơi, alo alo. Các xác ở đoạn tủ đồ nhá. Ủa? Đang đi chung mà có ai đi riêng đâu, có ông đi riêng chứ ai. Ôi, skip vào đầu phi thôi. Thằng mua zip đó nhá, chơi xong cho Canada thắng mẹ rồi. Rất đầu đầu. Ơ, gì đấy? Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa, cái mỏi. Đi là chi mừng ấy, ba mê. Vâng rồi. Đi là chi mừng ấy. Còn chi mừng mà, người sống sót thì đỡ làm sao được. Còn bồ nông. Tập này thì không cần lấy nữa nhá, không cần hiến tế nữa, đi tắt điện là được. Mình xin chạy. Đi. Tôi cần 6 giây, Xả súng đi, đi chung xả súng đi. Má thế mà con vịt kia lại đi chung xả súng đi. Win rồi. Giết bồ nông nhiều win cái đéo gì. Mình nhận tới trước. Đi, mình nhận tới trước mà. À ừ, thì vấn đề là bây giờ phải đi tìm con bồ nông cho chắc cú nhỉ. Cái con kia bảo đi xả súng đi mà vẫn để thằng dân phòng cảnh sát trưởng chém trước được. Mình xuống canh, xuống canh cái đoạn hiện tế. Ờ đúng, đi xuống qua canh hiện tế đấy. Tàng hình đúng không? Phim tàng hình đúng không? Ừ, tôi tàng hình. Gặp nó okay, thì tàng hình lên nó băm, tôi đi trước cho. Đây này. Well. Tao bảo vote nó đi mà không nghe. Tao bảo vote music cho vô đi. Siêu ơi. Tao đi siêu nha. Không phải là phim cố tình giết đâu, không phải là do ông kêu ông giết bên cạnh rồi. Well. Còn music mất con tôi nha, music cố ý để tôi ngã con dao của phim nha. Art Uniform, hân hạnh đồng hành cùng DK Gaming. Anh cho tìm thôi à, đang nghỉ mà. Eo. Giờ chơi không biết bao nhiêu đám rồi đấy. Anh cần tiếng cười không à? Giang vẫn đợi anh này. Hay là thế nhở? Tôi chơi hút game thôi. Hay là thế nhỉ? Có bom ta tưởng ta bị bạn. Xem nốt trận này sang tìm Giang cười tí cho vui nhỉ? Nhân vì thế. Ở trên đừng có chọn gì nữa để chơi dưới thời nữa. Đã đặt con rồi, còn trong cổng tele. Cổng tele. Mà tôi đen. Tao nghe giọng con bi nói kiểu đấy là tao biết là con bi có mùi rồi. Rất phong cảnh sát trưởng. Báo thù. Ôi giời ơi. Nhưng mà bi là ngỗng, bi có phải vị. Cái ông kia mẹ đây có hẳn hai đôi tình nhân. Mẹ hai con tình nhân đúng luôn ạ. Quả đấy đang chạy phải cho mày nghe. Bi ra đúc ra tình nhân số 3 không phải tình nhân vị nhá. Mà không biết là người còn lại là số bao nhiêu. Lúc nãy mi đu là số bao nhiêu. Không, tao số 8 đâu gì đấy, hai con tình nhân. Ồ, ở chọn luôn. Vậy cần lì thật. Ờ, phải có Duy Hùng vào à? Ừ. Khoai thị sắn vậy. Ui, 14 mùa đông rồi.
What the fuck? Mẹ thằng nào đây? À thằng Bon. Bon này là tình nhân này, Bon tình nhân này. Mình đi mình găm cặp tình nhân trước nhỉ? Đi kiếm cặp tình nhân găm trước được không nhỉ? Xem thằng Bon nó là cái gì nhỉ? Ê bình tĩnh nha. Đôi khi là tình nhân vịt đấy. Phải thật bình tĩnh. Ê, nhanh như này. Đoàn ơi, anh em bên nhau sao mày bú nó. Đây, anh vào trước mà. Từ từ. Thằng này nó đi cùng với một thằng màu xanh dương nữa thì không phải bú. Chào cậu ạ. Nói câm lặng rồi. Lỗi tôi nha, tôi vừa thấy không có câm lặng đâu. À ừ, quên mất một con vịt nữa mà nhỉ, quên. Tình nhân đấy. Nhưng mà không phải bú đâu. Không phải bú đâu á. Cậu ơi, có người có Vương Canada và tới từ đầu. Vương Canada còn. Tao Canada này. Con đã đào, con phải nói gì. Không tin à. Sao không nói gì, tôi cho next luôn này. Nó bị câm lặng. Ôi, biết đâu có vịt câm lặng sao cậu. Chuông này tao nhìn tình nhân lắm. Tôi là anh Tanh, tôi nhìn phát tôi biết ngay là có bị câm lặng hay không. Bạn trốn đi bạn ấy, trốn đi để bọn tôi rung chuông nhá. Được, cứ lên rung chuông đi. Tôi ra tôi làm tắt điện cái. Thằng Bon này ra phòng bạn nhá. Cua. Chị ơi. Trốn đi. Chú ơi. Không bao giờ. Chị ơi. Ra địa ngục đi. Đi, có chuyện để hay nữa. Cú bòn, cú bòn. Có lại có gì nữa đây? Thằng cú bòn nó bị câm lặng chưa? Thằng không tên kia nó chui vào trong trong giáp ở trên phòng thí nghiệm mà. Nhanh thì vẫn kịp nha. Ok. Đấy, rung chuông đây, hợp lý. Bạn chú này, tôi với bạn đổi zone được không? Lý do? Ai cơ? Cái xác vừa lấy nó ở chỗ đoạn hang xương. Mà trước khi tôi ra hang xương và tôi gặp bạn là tôi bị câm lặng. Bạn này sao? Bạn này sao? Phải đâu? Cho tôi đổi zone với bạn chú, tôi sẵn sàng đổi zone với bạn chú. Đổi đi, ai cứng. Yeah, tôi bạn là nhà. Dân phòng số 5. Bạn là gì, chú nhà? Tôi là dân phòng số 5, bạn chú là gì? Chú cũng dân phòng không? Chú cũng dân phòng rồi, chắc đồng nghiệp rồi. Chú nó... Để tôi nói chú nó tính tao, mày điên à? Từ từ, là ai vô đâu. Nhận đồn đi. Mày gặp tao ở hang xương là mày sai, tại vì lúc tao sửa bon là tao ở phòng học. Tôi ra zone của tôi rồi, bạn ra zone của bạn đi. Đó là tình nhân. Qua nói, còn mày bảo tao gặp tao ở hang xương là mày sai, tại vì tao sớm bọn phòng học và tao đi một phát tao khó luôn. Bạn cứ bảo tên của bạn tình nhân số bao nhiêu, bạn cứ nói nha. Tao là tình nhân, từ từ. Mọi người ơi, tình nhân vịt. Nhưng mà tao là số 8 mà. Mẹ tao đã bảo tao số 8, tao nhìn hai con tình nhân rồi mà mày vẫn chọn số của tao. Mày à, tao khổ chung mày quá, nó tự nhiên tôi bảo này, mày đây, bảo này. Tôi giả vờ là có câm lặng và cái con vịt đấy. Tôi bảo này, tôi giả vờ là có câm lặng và cái con vịt hỏi chấm nên nó biết là game này không có câm lặng rồi. Nó mới nói là game này không có câm lặng nên tôi mới đổi rôn cho bạn đấy. Còn mày bảo là mày gặp tao ở hang xương mà trong khi tao... Tôi không gặp bạn, game này không câm lặng. Tôi không gặp bạn, game này không câm lặng. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Nhưng mà bạn biết là game này không... Bạn biết cái con vịt hỏi chấm là cái gì rồi nên là bạn bảo không câm lặng. Tôi nghĩ bạn là tình nhân vịt. Thôi tôi nói như thôi, không có đâu. Tôi nghĩ bạn là tình nhân vịt. Ý về, gọi là dí ảo nhờ. Phai ơi, Phai ơi. Tôi, có tôi thì nghĩ bạn là phải được. Con ta là bộ tao sức tám. Tụ nơi mày nhìn vịt sai mà, thì tôi fake ra. Mày ra phòng call đi, tao nhờ mày việc. Điều ai chả biết là fake. Khoai chết là pin nhá. Tôi gặp bạn đâu nhưng mà hơi lộ lộ gặp tình nhân cũng được. Tôi có bút bạn đâu. Dí ảo nhờ. Fake câm lặng để đi dí vịt tình nhân thì cũng ảo thật đấy. Kéo lại hoặc là ngược lại, xong ngược lại. Kệ ra, kệ thôi. Việc của mình bây giờ là mình đi găm đầu.
Nói Bin. Thì đéo cho ai nói gì, cứ chảy mồm ngồi thôi. Bin thỏ à? Ấy. Ây da. Em tôi xin lỗi. À luôn các bạn. Tôi xin lỗi các. Tôi bảo là tôi tự dưng con bin nó đi ra cái tôi thấy thằng Long kia. Tôi tưởng nó lướt con bin rồi thế là tôi mới đi tôi dưng chua anh em ạ. Rất xin lỗi anh em. Đúng rồi, có anh nhận chứng minh không? Anh nhận chứng minh không? Cái là Đạt không có người yêu là cái gì mà bạn ấy vừa đi ra kho phát xong rồi chạy thẳng vào cổng tele luôn. Tôi đi tôi đuổi theo bạn ấy. Kệ người ta, kệ người ta. Tôi đang nói chuyện với bạn Cubon nhé. Kệ người ta. Tôi ra ra chém thử cái biết ngay. Khoai ơi khoai. Cái gì? Trời ơi tớ không biết là tớ có bị mạnh quá tao à? Đi ra kho nhá. Ê. Mẹ mày là cái kéo thế à rời. Trời ơi. Một quả vứt xác hai cái chuông mẹ mình chưa làm được, chưa làm ăn được cái gì cả. Mà tao quát về đâu? Cubon dân phòng rồi cho phải đi trước này. Kiếm con Cubon cho nó đi cái nhỉ? Rồi. Quá. À đây. Tôi mà chết là thằng Duy Hưng nhá. Rồi. Này lấp liếm đấy. Nào đừng có chạm nhau đi ra chỗ khác đi. Chạm nhau bạn Đạt ơi, nói kìa bạn nè. Nào đừng chạm nhau. Cubon ơi, Cubon ơi, chết. Mà chết là music, chết bon chết. Vai, chia. Ok á. Thấy một cái xác màu cam và bạn trốn bạn ấy đang đi lên từ đoạn hội trường. Má. Thằng chú này tình nhân vịt chặt rồi. Tao vừa gặp nó mà nó đang quét xác ở đấy mà. Ô. Tình nhân vịt thật. Công nhận. Vô luôn. Cái thứ nhất nha, thằng chú này nó nhận số 8 của tao. Là có chuyện được ra, nó là tình nhân. Tình nhân mà đến rồi, tao vừa gặp nó là nó đang quét xác ở đấy. Tao mới đi xuống tao xếp hành tinh, tao vừa mới đi lên tao gặp mày vô xác mà. Ơ. Ok, chú này mày xuống mấy? Chùn mày xuống mấy? Chùn xuống mấy? Mày được ngồi số 2 được. Tao số 3. Ba. Tình nhân viên. Mày có tình quan đấy, đéo phải đâu. Hỏng rồi. Đéo tin. Đéo có sư ba là tình nhân ngỗng cả bạn ạ. Ờ, đéo tin. Tôi không biết. Không có số ba. Skip. Tớ chỉ muốn nói là kể cả tình nhân quê vì thì nó thắng, nó chỉ là phe 3 thắng mà. Đúng rồi đấy. Không. Nhưng mà nếu mà ngỗng thì là 2 phiếu cho ngỗng. Nó còn số lượng. Mày áo chú bài. Đúng rồi, tình nhân vịt. Đúng rồi, chết rồi. Thế là cút luôn đôi tình nhân rồi. À, thằng kỹ sư để chung nhanh hết nhỉ? À, hello Đức Sai nha. Ôi rồi, hiến tế à. Wow, đi tủ mới vào cái bạn. Ok. Nghe cho đi, tao đứng tất canh thôi. Cho một đồ rồi đấy. Thế còn thiếu một cái, đi này. Đi qua. Một lâu nhất hả, một lâu. Đây rồi. Ê từ từ, ai có dao không? Ba Mai,
một tí rồi, một tí. Có dao đâu nhỉ? Lại tìm đéo gì liên quan gì. Tôi có dao nhưng tôi không có báo thù. Từ từ cái ông nào đấy bảo có dao nhỉ? Ông cu gì? Coupon, coupon. Lâu đi bạn này. Coupon thì không thấy nghĩa. Đây 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 đây. Coupon đây, coupon, coupon đây. Coupon ơi. Coupon. Cái gì? Thằng màu vàng mút người, thằng màu vàng mút người. Giết nó, giết nó. Trời. Mẹ. Thằng dao, thằng này dao lỏng rồi. Em bé. Mới pin rồi. Ok á. Vậy à, nó vừa nói là tớ camera. Camera. Mình vẫn chưa gặp được đâu thằng nào ạ. Khó chịu tê nhở. Canada. Canada. Camera. Sao mày không nhờ các thủ nó bấm rối loạn ngôn ngữ, rối loạn. Tôi vừa bảo mất kiểm soát, nó lại còn nuốt luôn cả thằng con vịt cao thủ của mình rồi. Đây chơi đéo gì nữa, mẹ cày thế nhỉ? Bà này là siêu lực ra, tại vì đúng khi ông ấy chạm bà này thì đúng 10 giây sau là ông này chết. Tôi báo thù, tôi chạy lên tôi chém bà ấy đấy. Ông kia chui thùng thì không nói làm gì rồi. Vãi cả. Con heo, à con bi nó đang nói chuyện với tao. Mày... Bà im lặng một lúc rồi, lúc ông chạy xuống bà ấy. Mày bị điên là con bi nó đang nói chuyện với tao mà bị ngáo à. Báo thù này. Con bi nó dính bò à. Thế thì ông này bảo trước khi chết. Tao huy hậu luôn đi. Sáng music travel là... Bà gắng kỹ sư. Thế khi ông này chết thì ông bảo là music travel ấy, đi qua mũi ông ý rồi, câu chuyện đấy. Ừ, ok hay đấy. Music travel. Chào cháu nói gì ấy? Music travel ấy. Cái gì? Music bảo gì ấy? À, trước khi mất điện bạn ở đâu ấy? Trước khi mất điện á? Ừ. Trước khi mất điện là ở kho. Rồi, đúng điện. Rồi, ông chạy từ kho ra mà. Ủa? Sao? Tại tôi thấy Sabote chỗ đấy mà. Sabote chỗ nào bạn? Nói thực ra thì tổ này tôi còn cái làng này dí bừa nhỉ? Xanh dương sông tên kia cũng chui thùng rồi. Thằng cứt cứt một tí nhiên lại báo thù rồi. Hỏi mỗi câu thế thôi. Tôi hỏi bạn nha, nếu mà tôi làm Sabote mà tôi không biết nó ở đâu mà tôi fake vị trí mà bạn vẫn dí là thế đéo ra. What the... Tôi không biết nó ở đâu. Tôi đéo hiểu. Tôi đéo hiểu cơ chế game này. Các mẹ dí kiểu đéo gì ấy? Bạn mời anh định ca game minh. Anh định ca game minh kìa. Đéo hiểu à? Đang ai dí ảo nhờ? Mình làm cái Sabote nó có ở kho đéo đâu mà sao dí xem tôi ở kho? Anh định ca ơi, thôi gần đấy thôi. Chơi chơi. Anh định ca game minh. Mày vẫn fake gần ngay cái chỗ ấy luôn mà. Gần nó là một chuyện đi mẹ, gần nó ở bên hội trường còn gần hơn bạn ơi.